dạ rồi em xin phép chào anh trai anh trai có thể giới thiệu là anh tên gì em tên là tô hữu nghị anh nghị là nhà ở đâu em quê ở cần thơ cần thơ dạ. vậy là anh từ anh là mới ở cần thơ anh về bình dương luôn hả dạ. anh đi hồi nào dạ, em đi hồi, trưa hôm qua sáng hôm qua trời đất ơi anh đi lên đây cùng với ai dạ em đi mình đi một mình vậy hả dạ. hôm nay anh về đây là anh nhờ giúp đỡ gì đây dạ em nhờ tìm giúp con gái của em tìm con ủa dạ. anh nghị năm nay là bao nhiêu tuổi rồi Dạ em năm nay 37 tuổi. Vậy? 37 tuổi hả? À. Con của anh là 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 sinh năm nhiêu? Dạ, à, sinh năm 2009. Tháng mấy anh? À, mùng 1 tháng 10 2009. Ồ, trời đất ơi, vậy là chưa được 15 tuổi nữa hả? Dạ. Bé sao bé bỏ nhà đi? Ừ, quen bạn bè trên mạng đó rồi không ai la bè giữ mắt cho nghe thương lắm mà tự động bữa nó đi bữa mùng mù 10 rồi á mùng ngày, mười ngày ngày âm mình á dạ À, hôm nay gần gần tháng rồi. Con nhà mình bỏ đi là bỏ đi ở tại Cần Thơ luôn. Dạ Bé còn đi học không? Dạ nghỉ học rồi. Ôi trời mới mười chưa được 15 tuổi nghỉ học dạ, rồi. Nghỉ học rồi nó cho nó đi học nghề làm neo á. Dạ. Vừa vừa làm neo học hai hai năm rồi nó ra nghề rồi bạn bè rủ đi đi không liên lạc luôn, cắt liên lạc hết trơn. Nhà nhà, nhà anh là được mấy người con? Dạ, em chỉ có một người con à. Có mình bé này thôi hả? Dạ, bé gái à. Bé có ngoan không? ngoan nói chung là nhỏ ngoan lắm lớn từ ngày biết chơi điện thoại với quen bạn bè đồ nó hơi cứng đầu chút xíu bướng à. à bướng đúng rồi và lần này đi thì con gái có đem theo thứ gì đi không anh đó cho có chỉ đem theo bộ đồ bộ đồ với khoảng hai triệu tiền mặt với công ty truyền này rồi đó công ty truyền lớn không chung mình cũng chỉ một chiếc ngoài á giá vài, vài triệu à tiền đâu mà bé có hai triệu tiền cha mẹ cho để dành à để dành ha à bé là lúc đi là chỉ mang theo bộ đồ dạ. đúng không ạ dạ. ai là người đón đi hay là bé bắt xe đi bỏ nhà đi là bỏ nhà đi ra ra đường bỏ đi ra đường đi không ai ra không 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 thấy ai đón hết trơn á sự việc này anh đã trình báo cơ quan chức năng công an chưa dạ có trình rồi và tính tới thời điểm hiện tại là gần một tháng hả gần một tháng rồi trong quá trình gần một tháng anh đi tìm con nơi nào rồi đi tìm ở khu vực nói chung mà, nguyên khu vực ở cần thơ đó tìm giáp vòng hết thì nói lại công an rồi trình hết không thấy à. bé là chơi mạng xã hội là bé chơi trang mạng gì anh facebook và facebook bé quen già rồi nhiều bé quen bạn trên facebook à. bé có chơi game không uhm, thỉnh thoảng có chơi game mà chứ uh, quen bạn lúc web trên facebook còn nhiều có chơi game mà có bao giờ anh nghe thấy là bé nói chuyện trên game với ai đó không không, không. Vậy trong quá trình mà ở nhà là anh có bắt gặp được con nhà mình nói chuyện với bạn bè trên mạng không có tại vì có em có em nghi nhất là nó có thể đi, đi theo bạn nó lên đà lạt á thằng bạn đó anh có biết không dạ biết tên gì tên, tên dĩ quê quán ở đâu quê quán cũng ở cần thơ luôn á anh đã gặp ở ngoài chưa có gặp rồi nó tới nhà mình hả dạ là tự nó tới hay là con gái nhà mình dẫn về à, nó hay xin phép à, cho dẫn về con gái nhà mình à và giới thiệu với anh đây là bạn là bạn bình thường hay là người yêu là bạn bình thường là bạn đó bạn trai hay bạn người yêu đúng không ừ, à, bạn trai tới nhà thì cái bạn kia nói chuyện với anh sao thì mình cũng tiếp đón con cháu mà thì cũng tiếp đón bình thường cũng hỏi thăm qua lại bình thường rồi thêm một lần sau nữa là nó xin phép em lên đây lên nhà đó lên nhà đó chơi em không cho rồi nó mới gửi nít của, của em qua qua cho thằng kia rồi nó mới nhắn tin nói nói chuyện anh tình qua cho em là nói con gậy bé thơ này chú con rồi. là ghệ á ừ nói vậy đó rồi cái em mới hỏi có gì không là từ đó là sao không trả lại luôn rồi từ đó, từ ngày là con em mất mất tích tới giờ nó chặn liên lạc hết thằng kia chặn luôn Vậy là cái này là là sáng tỏ một mười rồi đúng không ạ à. là chính xác là cái thanh niên kia là dẫn con gái nhà mình đi rồi dụ dỗ con gái nhà mình đi rồi à. thanh à. kia, kia kia, kia lần đầu đến nhà mình có ăn cơm không hồng nó xin phép nó đi uống nước là đưa con gái mình đi luôn à. Ôi trời đất ơi Vậy đúng. là anh phát hiện ra chuyện này là, là, lâu chưa? Năm nay hay là năm vừa rồi? Mới hồi trong Tết á Trước Tết đúng, không? đúng rồi, không? Trước Tết. Vậy là con gái nhà mình có thể là quen lâu rồi Đúng mà quen này cũng mấy, mấy tháng trước á Đúng rồi, mới 14, 15 tuổi mà yêu gì trời sau lúc đó mình biết được như vậy sao mình không không khuyên con là đang còn nhỏ khuyên khuyên như lắm mà, mà con thì khuyên thương nó mà phiên nó rồi nó cũng dạ 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 vậy đó rồi nói chung là nó giả trước mặt rồi nó làm như khác ở sau lưng không à bé có hay đi chơi không không ông nói chung là ở nhà giữ đám giữ không cho đi chơi chỉ có đi chơi con bé gần sớm chút xíu rồi giá là về đó trước giờ bé có đã từng bỏ nhà đi như vậy lần nào chưa chưa bà xã anh làm công việc gì là làm công nhân ở bình dương này. ủa còn hai cha con là ở cần thơ hả dạ ủa sao kỳ hả tại vì hai người ly dị rồi chia à. tay á tức là anh và bà xã là hết duyên nợ rồi đúng không ạ dạ đúng rồi ủa anh gà trống nuôi con lâu chưa nói chung là con gái em ở ở dưới ông bà ngoại, ông ông à, bà ngoại từ nhỏ đến lớn á, thì em cũng gần đó cũng thỉnh thoảng tới lui thăm nó hoài thăm năm hoài ha. Vậy là bé là không có gần cha cũng không gần mẹ, đúng rồi, đúng rồi. Anh là nhà gần đó thôi đúng không? Dạ. Anh có gia đình mới chưa? Đã có rồi. Có con chưa? Có thằng trai Ồ mình có anh có thường xuyên là qua thăm con không có thường xuyên mình có hay đưa tiền cho con nuôi con không chồng là con xin gì thì nó ít cái xin để mà hình thảo xuống thăm là cho có cho tiền cho con lấy cho có nhiều ấy nó mua thì mỗi lần xuống cho vài trăm gì đó thì tết xuống thì cho khoảng triệu hơn triệu gì đó và lần này là con đùng cái là bỏ đi dạ. và đặc biệt là 99,9% là đi theo cái bạn người yêu đó đúng không ạ dạ anh đã xuống nhà cái bạn đó chưa không biết nhà biết, không biết. hỏi nó ở, gạ, ở gạch đó thôi chứ mình qua bển cũng trình báo công an bên kia thì tới giờ không thấy tin tức gì hết anh đang sợ nhất con gái nhà mình sẽ gặp điều gì nếu em sợ nhất là bị lừa ở campuchia thôi à em nói, chị, chị em chỉ sợ bao nhiêu thôi nếu như thật sự nó có đi theo thằng kia chăng nó nó khỏe mạnh mình cũng mừng rồi cũng đỡ rồi chứ thực tế là mình sợ nó bị lừa thôi cái cậu thanh niên đấy là ước chừng độ tuổi khoảng bao nhiêu theo ừ, như anh nó khoảng 20 21 ừ. 20, 20 21 mà dẫn con gái nhà mình 14 15 tuổi đi là đủ tuổi bóc lệch rồi dạ. đúng chưa dạ, đúng rồi. vi phạm pháp luật rồi đấy cậu ừ. đấy có đến nhà mình có lịch sự không ngoan hiền không chồng chuyện lịch sự có dạ thưa không có đấy là xin phép gọi anh là bằng bác hay bằng chú bằng chú chú à, con là ghệ của bé hả ừ. lúc nhắn tin điện thoại bà nó hỏi về, cho bé bà chơi nè nó nói con là ghệ của bé thay này chú trời ơi ừ. nghe con từ ghệ nó nó dị à. ứng à nó à, nổi nghe, ra gà nghe gì nghe, nghe nghe, mình thấy bật ừ. đúng rồi có bao giờ bé tâm sự là cha ơi con có bạn trai rồi hay là con đang quen cậu này cậu kia không có bé nói sao thì bé cũng tâm sự thỉnh thoảng nó cũng tâm sự quen bạn rồi em cũng khuyên nó con chưa có nghề nghiệp con còn nhỏ tuổi quá hà đừng yêu đương sớm sẽ khổ nó dạ, nó dạ, đó, rồi góp cùng nó quen trên mạng nhiều bạn lắm. Vậy là bé ở với bà ngoại từ lâu chưa anh? Bé ở lúc, bé từ 3 tuổi. 3 tuổi. À. Vậy là vợ chồng mình ly dị lâu rồi hả? Ly thân hơn 10 năm mới ly dị năm rồi, mới ra tòa. Vợ chồng ly dị, anh có công nhận với em một điều như thế này không? vợ chồng khi đã thôi nhau là tội nhất vẫn là các con không đúng rồi. và người vợ hay người chồng đều có cái hạnh phúc mới đã. có thể là tốt hơn cái hạnh phúc cũ đã. cũng giống như bản thân anh hoặc là vợ của anh thôi đã. khi mà hai vợ chồng bỏ nhau thì anh sẽ có một người vợ mới và đã. thậm chí sẽ tốt hơn người vợ cũ đã. chẳng hạn vậy đi đã. nhưng mà khổ nhất vẫn là các con, con. mà đặc biệt là anh có một bé này thôi đúng không đã. đôi khi bé sẽ sống trong một cái môi trường mặc dù là có cái tình thương đấy đã. tình thương của bà ngoại đấy và tình thương của cha mẹ đấy nhưng mà bé vẫn tuổi thân Đúng mà tuổi thân. Tuổi thân. Được người này thì mất người kia anh ạ. À. Và bé học hết lớp mấy chứ? Hết lớp mấy là nghỉ học chứ? Học hết lớp chín nghỉ. lớp 9. Rất ừ. khổ. Thôi mọi chuyện thì nó đã lỡ rồi. Bây giờ biết sao đây? Anh có cái điều gì đó anh tâm sự với con gái của anh đi. Hy vọng con gái của anh đang ở đâu đó để sớm quay trở về. À. à. Nếu như con gái ơi Nếu như con có lên coi cái trang mạng này thì cha cầu mong con hãy liên lạc về với gia đình rồi không ai ra cà gì con hết cả nhà đều lo lắng cho con và thương con nếu như con có nghĩ thương gia đình thì con hãy liên lạc về nó là con khỏe mạnh cho cả nhà yên tâm nghe con anh nói thẳng luôn tuyên bố thẳng với thanh niên kia luôn cho cơ hội dạ. một đến 2 ngày nếu không dẫn con gái nhà mình về khi mà anh em đội hiệp sĩ người thanh hải bắt được thì anh em sẽ bàn giao ngay lập tức cho công an luôn, chà không cho cơ hội để mà tha thứ nữa. Dạ, cha cũng nói là nếu như con có đi chung với thằng Lê Vĩ thì con hãy kêu nó trở về trở về đây, cha mẹ sẽ thương lượng. Nếu nếu như nếu như không còn ngoan cố không đưa về thì cha sẽ đưa lên đội hợp sĩ tìm kiếm là nó sẽ đi tù nghe con. Chắc chắn rồi bởi vì thanh niên kia là trên 20 tuổi trên 18 tuổi để. mà dẫn con gái nhà mình đi Con gái nhà mình chưa được 15 tuổi để. nếu mà cái trường hợp mà gây ra một cái hậu quả gì Nặng nề với bé thì chắc chắn là không hình phạt sẽ rất là lớn để. Rất nhiều năm xa gia đình đấy để. Bởi vì trong thời gian vừa qua thì anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Hải đã cho rất nhiều thanh niên dẫn các bé gái Chưa đủ tuổi để. Là về để chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy và để. nhiều thanh niên là đi bóc lịch đấy nên mà hy vọng rằng là thanh niên này đang ở đâu đó đang dẫn bé này đi nếu không muốn dính vào pháp luật và không rơi vào vòng lao lý thì hãy nhanh chóng đưa bé quay trở về yeah. thì anh cho cơ hội là hai ngày thôi nha yeah. hai ngày thôi còn nếu mà cố tình ngoan cố thì khi mà anh em tìm được thì anh em sẽ bàn giao ngay lập tức cho công an luôn yeah. để bên công an cơ quan chức năng uh, có thẩm quyền sẽ giải quyết yeah. đó bây giờ thật sự là cái câu chuyện càng ngày càng rất phức tạp trong thời gian qua là các tình trạng các bé gái là trẻ em dưới tuổi vị thành niên quen biết trên mạng xã hội cũng như là yêu đương sớm quá nên mà bỏ nhà đi rất nhiều mà tiếp tục cái trường hợp gia đình nhà mình cũng y chang như vậy đó là cái điều đáng buồn hy vọng rằng là con gái nếu con xem được uh, video này thấy ba của con lặn lội từ Cần Thơ để về Bình Dương nhờ các chú đi tìm con thì con đâu đang ở đâu đó thì con hãy sớm quay trở về để đoàn tụ với gia đình bởi vì bên ngoài uh, rất nhiều cạm bẫy mà con thì rất là xinh xắn dễ thương con đi ra bên ngoài có thể là gặp những người là không tốt có thể là dụ dỗ ép buộc con làm những công việc nhạy cảm, đặc biệt là những công việc mà vi phạm pháp luật và sợ rằng là những đối tượng đó có thể là bán con đi để vì lợi ích cá nhân. Nên mà con gái đang ở đâu đó sớm quay trở về. Về đi khi nào mà đủ tuổi 18 tuổi đi thì ba cho quen cho yêu cho cưới. Còn bây giờ thì ba cho là mức uh, quan hệ với bạn đó là bạn bè bình thường thôi. Nên mà con gái mà trong thời gian này con gái xem được thì con gái về còn nếu mà trường hợp mà con gái bị bạn đó hoặc ai đó mà khống chế không cho con về thì con hãy tìm đủ mọi cách thật bình tĩnh con gọi về số các chú của đội hiệp sĩ người Thanh Hải 0913 78 58 58 các chú sẽ có cách có hướng để mà đưa con về một cách an toàn nhất nha con gái nha còn thanh niên kia nếu mà không muốn dính líu vào pháp luật thì hãy nhanh chóng đưa cái bạn gái này về để mà đoàn tụ với gia đình còn nếu mà cứ cố tình mà không đưa thì khi mà anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải tìm được thì mọi chuyện nó sẽ khác sẽ đi quá xa sẽ không còn cơ hội để mà quay đầu là bờ đâu, nha thanh niên nhá Anh có điều nào anh muốn chia sẻ tới tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng nhờ cô chú anh chị giúp đỡ anh. không? Dạ nếu như em lên đây em rất là mong muốn cộng đồng mạng chia sẻ dùm cái clip. Dạ tìm được con em em rất là cảm ơn ạ cái sự việc của anh thì anh em đội hiệp sĩ người thanh hải đã ghi nhận giúp đỡ anh là hoàn toàn miễn phí anh trai nhá dạ. nhưng mà em mong rằng là khi tìm được bé về thì mình phải dành một cái thời gian quan tâm con cũng như là truyền tải nói cho con biết là vấn đề hiện nay là bên ngoài rất phức tạp và đặc biệt rằng con là tuổi đang còn nhỏ con chưa yêu đương gì cả ăn chưa no lo chưa tới con bây giờ con mà yêu đương hoặc là đặc biệt là con đi theo người ta hoặc người ta rủ con đi là tất cả là, là đều vi phạm pháp luật hết mình phải nói cho con biết đâu là cái đúng đâu là cái sai nhá dạ mặc dù như này, mặc dù là anh là cũng có gia đình mới rồi, cũng có con rồi, nhưng mà mình cũng phải dành cái tình cảm nhiều lên cho con nhá, dạ. để bù đắp lại. đôi khi bé thì thiếu thốn đi cái tình cảm và khi bị những cái bạn bè khác có thể là nói những cái điều chẳng hạn như là xúi dục bé hoặc là nói bé thế này thế kia thì bé dễ bị 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 hấp thụ cũng như là dễ bị cám dỗ dạ. khổ lắm anh ạ, khổ lắm bây giờ các bé bây giờ thật sự rất mệt mỏi. Dạ thưa cô chú anh chị thì đây là cái câu chuyện mà tìm người thân thì thật sự rất buồn. Thì uh, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh Thì rất mong rằng tất cả cô chú anh chị xem video này Nếu có thấy bé như trong hình ở đâu Thì làm ơn liên hệ với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải là 0913 78 58 Để anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp bé sớm quay trở về một cách an toàn nhất uh, Bây giờ thì cả gia đình cũng như là anh em đang rất lo lắng về bé Bởi vì bé hiện nay thì chưa đủ tuổi, chưa được 15 tuổi nữa Nên mà rất là lo lắng và hoang mang. Nên rất mong là cô chú anh chị xem và chia sẻ lan tỏa à, thật là nhiều. Và em không biết nói gì hơn thì em thay mặt đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải, thay mặt anh trai, là thay mặt người cha. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị rất là nhiều đã luôn quan tâm, yêu thương cũng như là giúp đỡ cùng với anh em để tạo một cái chương trình tìm kiếm người thân ngày càng thành công tốt đẹp hơn. Em xin phép xin chào cô chú anh chị và hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo. Thì hôm nay anh về đây là anh nhờ anh em là quay phim ghi hình đúng không ạ em nói lại một lần nữa yeah. là nhờ anh em quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con yeah. thì anh có đồng ý cho tất cả anh em đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con gái mình không dạ yeah, em đồng ý ạ à. yeah. rồi em chúc anh là thượng lộ bình an về cần thơ nhá yeah. anh cứ về cần thơ đi yeah. bởi vì là hiện nay là có mình anh thì anh đi tìm ở ngoài đường thì biết đâu mà tìm dạ yeah, đúng rồi anh cứ về anh cứ tiếp tục công việc để mà kiếm tiền để mà mưu sinh đi lo cho dạ. vợ cho con cũng như là lo cho gia đình đi dạ. còn khi anh em có thông tin thì anh em sẽ thông báo cho anh ngay lập tức nhá dạ, dạ. dạ rồi xin phép chào anh nhá dạ. Dạ.